Một biệt thự nguy nga, bốn mặt tiền xuất hiện tại vị trí đắc địa nhất khu đô thị Dương Nội, ô đất K10, khu A. Theo thiết kế được phê duyệt ban đầu, ô đất này có hai biệt thự, tuy nhiên cách đây vài năm đã được xây gộp lại thành một biệt thự 3 tầng, xung quanh được bao bọc bởi một lớp tường thành cao hơn 2 mét, tổng diện tích lên đến 8.775 mét vuông. Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Đây chính là căn biệt thự của gia đình bà Lê Thị Thúy Ngà, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường. Sẽ không có gì đáng nói nếu như tập đoàn Nam Cường không cố tình đặt mọi chuyện vào sự đã rồi khiến quy hoạch của Hà Nội phải chạy theo căn biệt thự của ba chủ tịch tập đoàn Nam Cường Ngày 20 tháng 9 năm 2017 Sở Quy hoạch Kiến trúc có công văn số 4729 QHKT P1 góp ý về việc điều chỉnh quy hoạch tại ô đất K10 khu A theo văn bản đề nghị số 29 năm 2017 TTR NCHN của tập đoàn Nam Cường mặc dù công trình đã được thi công từ trước đó Khi mà khách hàng vẫn đang chật vật đòi quyền lợi theo các điều khoản hứa hẹn trong hợp đồng mà tập đoàn nam cường đã ký kết nhiều năm qua nhiều căn nhà chỉ xây dựng lên phần khung rồi bỏ cho cỏ mọc nhưng biệt thự của bà chủ tịch tập đoàn nam cường được ưu ái thi công trước khiến cho cư dân tại khu đô thị dương nội cảm thấy bức xúc khi quyền lợi của mình bị bỏ quên để có thông tin khách quan về vấn đề này đưa tới bạn đọc phóng viên báo điện tử tầm nhìn đã nhiều lần liên hệ làm việc với tập đoàn nam cường nhưng đại diện truyền thông của tập đoàn liên tục báo bận vòng vo, né tránh không trả lời. Tương tự, phóng viên báo điện tử Tầm nhìn đã trực tiếp liên hệ với đội thanh tra xây dựng quận Hà Đông về những ưu đãi mà bản thân bà Nga và tập đoàn Nam Cường đang được hưởng về việc làm trước xin sau, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời từ đội này. Không chỉ riêng trường hợp biệt thự của bà Nga, tập đoàn Nam Cường còn đặt Hà Nội vào thế đã rồi khi xây dựng 511 căn biệt thự liền kề trái quy định, chênh lệch so với quyết định số 1955 QĐ UBND UBNZ thể hiện tổng số biệt thự là 2.253 căn, tổng số liền kề là 554 căn. Tuy nhiên, trong bản đồ quy hoạch là tỷ lệ 1 trên 500, có dấu của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tây cũ lại thể hiện tổng số biệt thự là 2716 căn, số căn hộ liền kề là 592 căn. Dư luận đặt ra câu hỏi có hay không việc các cơ quan chức năng có thẩm quyền đang cố tình làm ngơ, ưu ái cho tập đoàn này. Báo điện tử tầm nhìn sẽ tiếp tục đưa tin về hàng loạt sai phạm cũng như tình trạng cố tình lách luật khiến cho cơ quan chức năng phải chạy theo quy hoạch của tập đoàn Nam Cường.